Chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến tất cả mọi người là món bánh rán nhân trứng sữa cacao. Và nếu mọi người muốn biết công thức và cách làm thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu để làm bánh rán nhân trứng sữa. Bột bánh rán 2 bịch, sữa tươi không đường 2 bịch, đường cát 3 muỗng cà phê là 21 gram, muối, bột bắp khoảng 2 thìa cà phê, cacao 1 thìa cà phê, 1 trái trứng gà, 2 viên phô mai, hương vani. Trước tiên là mình nghiền hai cái viên phô mai vào cái chén này nè, đó nghiền nhuyễn nè, và 1 muỗng cà phê cacao, đó mình bỏ vô đây mình nghiền luôn. Đặc với đặc nghiền nó dễ tan hơn. Mình cho vào trong này là 160g sữa tươi không đường. Và muối mình cho vô một xíu thôi. Xíu xíu là có muối thôi. Và bột bắp á thì mình cho vô 2 muỗng cà phê. Mình cho trong này là 3 muỗng cà phê đường là 21g này, đó trong cacao luôn, là mình khuấy luôn. Đó mình khuấy cho nó dễ khuấy. Và một trái trứng gà mình bỏ đây mình khuấy luôn nè. Đó mình khuấy cho nó nhuyễn ra. Tại vì cái món đặc với đặc khuấy nó dễ tan hơn nè. Mình bỏ vô nước thì nó khó tan hơn, cái phô mai á thì bỏ vô nước khó tan hơn, cho nên là mình bỏ mình khuấy đặc. Bây giờ cái này nó tan mình đổ đây nè. Đó, mình thấy cái phới lòng này mình khuấy nó nhanh lắm. Bây giờ mình bật bếp lên. Mình để lửa nhỏ. Bột của mình lúc này bắt đầu nó xanh xánh rồi. Mình đừng có khuấy đặc quá, khuấy đặc quá thì ăn nó không ngon. Thôi bột của mình lúc này nó xánh rồi mọi người. Đó, mình tắt bếp rồi đó. Nhưng mà trên bếp còn nóng cho nên là mình vẫn khuấy. Lát nữa nó nguội thì nó sẽ đặc thêm chút nữa. Tại vì trên bếp nó vẫn còn nóng. Bây giờ thì mình đậy lại. Thôi là mở ra lát nữa nó khô á. Tiếp theo mình đổ vô đây là 2 gói bột bánh rán này. Và gói bột bánh rán này thì ở chỗ nào cũng bán hết á. Ở chợ cũng bán, mà ở siêu thị cũng bán, mà ở Bách Hóa Xanh cũng bán. Mình mua là 18.000 gói này. Và cái này thì nó pha sẵn hết rồi, mình không cần bỏ gì hết. Đường mình không cần bỏ, muối không cần bỏ. Nhưng mà mình muốn thì mình cho thêm một tí xíu muối với hương vani thôi. Mình cho chút xíu thôi. Nó trong đó thì nó có muối, có đường, có bột nổi, có gì hết, đầy đủ hết rồi. Mình cho vô 1/2 muỗng cà phê hương vani, và mình không có vẫn được. Vì nó có sẵn sàng hết rồi. Và sữa tươi không đường 280ml nước. À, sữa tươi không đường. Ta có thể thay sữa tươi không đường mà nước lọc vẫn được. Ta không có ăn sữa tươi ta bỏ nước lọc vẫn được. Và nhà sản xuất thì họ bảo là mình là cho 140ml nước. Nhưng mà mình cho mình thấy nó rất là đặc này. Bây giờ mình cho thêm nước sữa tươi vô này. Nó đặc quá thì nó không có ngon, cho nên mình phải cho thêm sữa tươi vô. Và bây giờ mình cho thêm sữa tươi này. Mình cho tới 80g sữa tươi luôn. Nếu và cái số lượng đường mình cho như vậy là 3g, 3 muỗng cà phê đường của trong nhân là 21g. Nếu ai ăn ngọt thì ta có thể cho thêm. Đó, mà mình ăn ngọt quá thì nó không có ngon đó. Nó phải lòng lắm về nè, mình đổ bánh nó mới ngon nè. Bây giờ mình bắt lên một cái chảo nè. Mình cho một tí xíu dầu thôi. Đó, tí dầu xong mình lấy cái giấy mình lau đi. Mình lấy khăn giấy mình lau cho sạch. Nếu có dầu thì không có ngon đâu, mình để cho nó ấy thôi. Đó, bắt đầu mình để bật bếp lên mình đổ bánh. Lúc đầu mình để lửa to khoảng 1 phút, mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Mình hạ lửa nhỏ xuống rồi. Bây giờ ta bắt đầu đổ bột nè. Mình dơ cao lên. Và mình đổ yên một chỗ thôi. Bánh mình như giờ nó như vậy nè, đó nó
nó tàn ong về mà nó khô ở trên là mình lật được nha. Nó tàn ong mà nó khô ở trên khoảng 1 phút 30 giây là mình lật. 30 giây bánh đẹp không mọi người? Rất là đẹp luôn. Mình canh khoảng 3 phút là mình lật bánh. Đó, 3 phút rồi này. Đó, rất là đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn. Đây là 1 phút 30 giây này này. Đó, mình lật mặt ở trên nó phải khô khô một tí nha. Đó, đẹp quá trời. Đây là 3 phút này. Đó, 3 phút là mình lấy ra này. Đó, mình thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây là 1 phút 30 giây nữa này. Và cái mặt bánh mình nó phải khô khô ở bên trên này. Đó, rất là đẹp. Bây giờ thì mình nặn cacao nè. Đó, mình lấy cái túi bắt kem này nè. Đó, mình cho cacao. Đó, mình để kẹp như vậy. Mình có một cái bánh. Nếu ta không có cái túi bắt kem thì ta có thể dùng cái muỗng á. Đây là bánh rán nhân trứng sữa. Cacao mình mới làm xong. Để mình cho mọi người xem nè, bánh của mình nè, nhân cacao này, nhìn rất hấp dẫn không? Và bánh này nó có tàn ong nè, rất là ngon. Và bánh này thì rất là dai luôn nè. Đó, mọi người nhìn nè, xốp ơi là xốp. Và mình kéo nó nè, dai thật là dai luôn á. Đó, dai nè, dai lắm. Dai. Video của mình đến đây là hết. Chúc mọi người thành công. Nếu mọi người thấy thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.